xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhàng thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa. Bà Sáu phố phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội Lim. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Đến Huế rồi thương dòng sông Hương, đường qua Ví Gia chờ đồng ba ngư bình. Thăm Lăng Di Tích thăm Thiên Mù, tổng thể chầm vai nghiêng nón qua Trường Tiên. Đêm trăng buồn trên biển vẫn lâu, ngâm câu mái đầy dòng mãi nghe thảm sâu. Bên ni chứ bên ngỡ ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai hoang xuống miền lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách bốn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa hoa suốt từ ba thế kỷ qua. Giang đôi tay qua khôi em đó cùng với năm châu Sài Gòn hoàng ngọc diễn đông. Giang đôi tay hoa khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hoàng ngọc diễn đông. Alo, ban tổ chức tuyên bố bị lạc đề. À anh ơi, cô Lan Hương Bông ngay kia, nhưng cô Lan Hương Bông trông không vui. Em quay sang Thanh Hương trông vui hơn. Đâu, Thanh Hương xong xuôi đang ăn cơm trong kia. Nhưng sao cô Lan Hương Bông không vui? Hay do anh Trung Anh chê giao lưu không hay? Không không, theo anh xem giao lưu, xem gala, xem hoa xuân ca trên VTV3 hay như nhau. Em xem đi, cô Lan Hương Bông, cô anh Trinh, anh Trung Anh, cô Thanh Quy đang vui tươi cười như hoa. Này này, mình làm đề bài về truyền hình mà lời bài này toàn lời bình thường. Bài vừa rồi là phần nào? Bài vừa rồi mình làm là phần chào đầu. Giờ thì phần vào đề mình làm gì? Từ từ đừng bồn chồn, giờ mình làm phần vào đề. Làm gì thì làm thầy Bùi Bài Bình cười nhiều vào. Thầy Bùi Bài Bình vừa về nhà rồi. Giờ thì còn toàn là người nhà. Còn toàn là người nhà thì giờ mình vào bài. Thật tuyệt vời vì hàng loạt bộ phim đã qua trên V3 cũng như trên kênh V1. Mở đầu tuyệt phẩm cuộc đời vẫn đẹp sao, nghe tên phim ta thấy yêu cuộc sống biết bao. Luyến lươn bất hạnh, số phận bị thương, gánh bao nhiêu nợ vẫn thật kiên cường. Có ông vợ bò tên là Lưu Nát, gặp luyến lươn thích luôn cưới luôn. Cuộc đời vẫn đẹp sao, ta sang gia đình mình vui bất thình lình. Chuyện kể về nhà toại thành công cúc dành, ngày ngày chờ để cùng đồ rác với nhau. Có hôm bâm bà trong một quán hát, mất tôi 4 triệu rơi cả nhẫn vàng. Có ba cô vợ với cả ba cúc, còn thích đi đánh nhau đánh nhau. Chiến không giới tuyến tuyệt vời, chúng ta tên chung sống bên đồng đội, cùng bảo vệ bản làng trên đơn vị mới. Mong đến với Lạc Vương một lần, quanh năm say khướt xong đánh luôn cả vợ. À dề của em, tình yêu của mẹ, rượu tao đâu. Con ông nhân ba người con nghe hiểu,
đời bao năm ông làm lạc đóng quan tài, yêu con nhiều vô kể trong món quà của cha. Đạt đĩa na có mùa na con ni vịt tan linh linh thích mưa thật xinh thu linh nga nhóm xì tì bôi mới vào tôi luôn lòng đồng sáng lập vì thứ biệt dược. Biết dược màu xanh nó là nước khoai biệt dược mì đen. Chúng ta của tám năm sau tùng thích ngoại tình dù yêu vỡ đắm nguyện ngây thơ mới mộng sừng xong còn anh lâm ngon dài quên dương anh đi suốt tám năm trời quên tình cầm tám tỷ đến khi trở về mong được mà hàn gắn khó dương rồi dương biết lấy ai đây còn anh hiếu anh mến sống tình thương có khu trò biết bao nhiêu chuyện cuốn đến làng trong phố là sẽ được cảm giác như ta về với quê hương đồng lòng bông thích độc thân thôi không ngại cưới chỉ cần lý do có xuân ca lo bản thân nhất nhưng Huyền rất là ghét sơn ca từ bên Miến đưa sang bên nơi Phong những hợp đồng có tên là tình ái như tình yêu hoa thật mới tài nông Huyền Phong Miến